Xin kính chào quý vị. Hiện tại là 19 giờ tối ngày 19 tháng 10 năm 2024. Mình đang có mặt tại con đường Hồ Tùng Mậu quý vị. Đi thẳng theo hướng này là chúng ta lên đường Trần Phú quý vị ha. Ở đây là khách sạn Palace này. À Đu Bắc quý vị. Đúng rồi, Palace quý vị ơi. Mình lâu lâu bị tưng sao á. Trí nhớ nó nhiều lúc nó hơi kém rồi quý vị ơi. Lồn tung phèo hết lên. Khách sạn 5 sao rồi quý vị. Đu Bắc và Palace là nó nằm cạnh nhau, cùng chung một chủ đúng quý vị ha. Đi theo hướng này là chúng ta xuống bờ hồ Xuân Hương, về với quảng trường Lâm Viên. Đà Lạt nguyên cả ngày hôm nay có mưa, nhưng mà mưa nhỏ với lại ngắn lắm quý vị. Trời cứ âm u và buồn buồn. Trời lạnh quý vị ha. Tối nay trời tầm, hôm nay là cuối tuần đó. Nhà bà con mình lên cũng khá đông vui rồi quý vị. Xin kính chúc quý vị có một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp ở bên gia đình của mình ha. Đà Lạt càng về cuối năm thì càng vui ha. Tại vì càng về cuối năm đó thì càng có nhiều chương trình hay, đặc biệt là festival hoa. Đây là khách sạn 5 sao Palace này. Đó, cổng bây giờ là cổng này là cổng chính rồi quý vị. Ngày xưa cổng chính nó nằm ở trên đường Trần Phú. Cổng dưới này là bít luôn, bây giờ là họ mở thành cổng chính ha. Đó, chạy thẳng ra hướng ngoài kia là ra quảng trường Lâm Viên. Vòng xuống dưới này là hồ Xuân Hương. Để mình chạy thẳng là chúng ta đi về chợ Đà Lạt luôn quý vị. Chuẩn bị bước qua ngày mai là ngày 20 tháng 10, ngày Phụ nữ Việt Nam. Bây giờ bà con mình bán hoa rất là nhiều, nhưng ngày Phụ nữ Việt Nam thì cũng xin kính chúc tất cả các chị em, các cô, các bà luôn luôn mạnh khỏe, tươi vui và hạnh phúc, xinh đẹp, thành công ở trong cuộc sống ha. Đó, bây giờ là bà con mình tranh thủ bán hoa rất là nhiều đúng quý vị. Đấy, khắp nơi luôn á, năm nào thì cũng tranh thủ. Đà Lạt thì hoa tươi rất là nhiều, nhưng mà bà con mình chủ yếu là bán hoa khô. Bán hoa khô là để nhiều lúc bán không hết thì để dành. Đó, cho bán hoa tươi bán không hết mà vất là uổng lắm quý vị. Quý vị thấy ở bên trái của chúng ta có một cái đồi thông này. Đó, một cái đồi thông nằm ngay trung tâm ha. Gọi là công viên Trần Quốc Toàn đó. Khu vực này nếu như mà làm kinh tế đêm thì tuyệt vời lắm quý vị. Tại vì nó nằm ngay trung tâm và nó có cái sự kết nối liên hoàn giữa chợ đêm và quảng trường Lâm Viên. Khi bà con mình ở bên chợ đêm đi ngang qua đây thì kiểu gì cũng ghé vào kinh tế đêm này để vui chơi ăn uống, đó, mua sắm, rồi ra quảng trường Lâm Viên và ngược lại. Tại vì nó nằm ở giữa, từ đây ra quảng trường Lâm Viên tầm 200m mà vào chợ cũng tầm đó luôn quý vị. Chứ thật sự ra mà nếu như mà làm ở khu vực bên vườn hoa thành phố, giống như là thời gian vừa rồi mà mình đi tới, phải nói với quý vị ngày nào tới cũng thấy nó vắng vẻ điều hưu thôi rồi luôn á. Đó, cái đồi thông này này, làm kinh tế đêm ha. Thì nói chung là ở bên thành phố họ cũng có tính toán rồi đó quý vị. Tính toán rồi nhưng mà chưa biết là họ sẽ chỉnh trang và làm cái gì được quý vị ha. Đồi thông rất là đẹp, nằm ngay trung tâm. Nhưng mà bây giờ cũng để làm công viên, với lại nhiều lúc xe cộ rồi rác rưới rồi nó cũng khá là nhát nhát và hơi tối tối. Nếu chỉnh trang dọn dẹp lại tổ chức kinh tế đêm vừa phải thôi quý vị, để làm đa dạng cho cái du lịch của thành phố đó, thì rất là tuyệt vời. Ngồi trên này có cái view ngắm ra hồ Xuân Hương rất là thoáng luôn ha. Vài bước chân là tới chợ đêm rồi, giống hôm vừa rồi mình đề cập đó, thì hôm nay mình cũng quay khu vực này luôn. Ừ,
nằm đây thì du khách họ tiền họ đi đâu quý vị, chứ còn ở ngoài vườn hoa thành phố thật sự ra quý vị du khách họ cũng ngại ra, tại vì ra ngoài đó thì cũng ăn uống rồi này cái giống như là trong chợ đêm thôi, chứ không có cái gì nó khác biệt, cho nên chỉ là nhiều lúc họ cũng làm biếng ra luôn. Lúc đầu mới mở thì người dân địa phương cũng như là du khách thấy là ra xem thử nó như thế nào, nhưng mà dần một thời gian là người ta cũng lãng quên luôn quý vị. Cụ thể là hồi trước mới mở ra thì người ta tiểu thương tham gia rất là đông, nhưng mà bây giờ họ đã rơi rụng đi bớt nhiều rồi đấy. Còn đây là cầu Ông Đào ha, ở bên đó qua bên này có 200-300 mét chứ mấy quý vị. Nhiều lúc khách chơi bên này chán chê rồi họ dạt qua bên kia họ chơi tiếp, chứ còn mà từ đây mà đi bộ ra vườn hoa thành phố thì cũng xa, mà bắt xe thì nhiều lúc nó cũng bất tiện, nó ngại đó, như vậy đó quý vị. Đó, trong này là chợ đêm này, còn bước qua bên kia là như là cái đồi thông bên đó đó, thấy nó tiện quý vị, rất là tiện ha. Thì theo suy nghĩ của mình là như thế thôi, chứ không biết là theo bà con mình thì như thế nào. Tối nay du khách lên khá ha, đông vui, họ có làm khu phố đi bộ nữa. Đó, nếu như mà bà con mình chơi bên này mà di chuyển ra ngoài vườn hoa thành phố là đi theo đường này, và đi theo con phố đi bộ Trần Quốc Toản bên kia mà đi ra cuối Hồ Xuân Hương thì nó cũng khá là xa. Buổi tối mát mẻ, xe làm cũng đã là rất là sướng ha. Nghe thông tin là ở bên Cuba đang và nó mất điện toàn quốc, ảnh hưởng đến 10 triệu người dân, dễ sợ thiệt. Do cái nhà máy phát điện nó bị gặp sự cố, nó cũng nói chung là cổ lỗ xị đó quý vị, xuống cấp lâu đời rồi. Cuba thì phải nói là người dân họ sống rất là chật vật, rất khổ, rất là nghèo quý vị. Tại vì bị sự cấm vận bấy lâu nay của Mỹ, cho nên chỉ phải nói là nghèo và thiếu thốn lắm. Việt Nam mình năm nào cũng viện trợ đủ thứ, nào là gạo, nào là này kia cho Cuba. Nếu mà Cuba mà tiến hành đổi mới giống như Việt Nam thì bây thì sẽ nâng cao đời sống người dân lên nhiều rồi. Họ bây giờ cũng giống như là cái thời bao cấp của Việt Nam ngày xưa vậy đó quý vị. Đúng là Việt Nam mình có tầm nhìn là năm 1986, khi mà Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh quyết định đổi mới Đại hội 6 ha, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6 là quyết định đổi mới. Và từ đó đến nay thì mới phát triển, chứ còn không cứ giữ bao cấp miết thì bây giờ cũng chả khác gì Cuba đâu. Ở ngoài này là khu phố đi bộ Trần Quốc Toản ha. Phố đi bộ Trần Quốc Toản đây, hình như là họ đang tổ chức ca múa nhạc gì ở đây. Đoàn viên thanh niên quý vị, đoàn viên thanh niên của tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức sinh hoạt đoàn viên ca múa nhạc đó. Thanh niên phải giàu năng lượng như vậy ha, thanh niên là nòng cốt của đất nước, thế hệ tương lai đâu quý vị, quá tuyệt vời. Phố đi bộ Trần Quốc Toản thì nó kéo dài từ khu vực đầu đường Đinh Tiên Hoàng này và kéo dài ra tới vườn hoa thành phố, có cự ly tầm khoảng hơn cây số, gần 2 cây, men theo bờ hồ Xuân Hương thơ mộng quý vị. Rồi mình vòng vô chợ đi quý vị. Nếu rẽ phải là chúng ta vào đường Đinh Tiên Hoàng ha, lên ngã năm đại học.
Ở đây người ta đang chuẩn bị tổ chức cái hội chợ đấy quý vị. Khoảng tháng nữa là chúng ta bước đến hơn tháng rồi quý vị, 2 tháng nữa bước đến festival hoa rồi, nhanh lắm rồi quý vị ha. Vàng hôm nay lại lập đỉnh tiếp quý vị, vàng với lại đô la bây giờ lập đỉnh rồi, sướng quá, quá đã. Tại mình nhận lương với lại đổi đô ra tiền Việt để xài mà quý vị, thấy giá đô tăng là khoái à. Ai mà đầu tư vàng với đô la cứ nhìn vào, quan tâm đến bối cảnh chính trị thế giới một chút là sẽ dự đoán được và biết được để mà đầu tư quý vị. Chẳng qua là không có tiền để mua thôi ha. Mà bây giờ có tiền mua cũng khó ha. Đâu có phải là mua dễ dàng, thích cầm ra mua chục cây, 20 cây giống ngày xưa đâu. Đường kẹt. Đó, xe đoàn, xe cá nhân của bà con mình lên Đà Lạt rất là nhiều. Tuần sau rồi quý vị, tuần sau là có cơn bão sẽ đổ bộ vào miền Bắc ha. À, đổ bộ vào biển Đông của nước ta đó. Chưa biết là nó đi theo hướng về phía Bắc hay là đổ bộ vào miền Trung hay là về phía Nam. Cơn bão khá là lớn, bà con mình chuẩn bị mà ứng phó ha. Vào trong này là chợ đêm ha, cuối tuần gái là thấy đông vui tấp nập liền, cái đầu tuần nó cũng vắng vẻ lắm quý vị. Ở dưới này người ta cũng làm khu phố đi bộ luôn quý vị ha. Ồ, chợ đêm đông, khá là đông luôn. Bà con mình ra ngoài này chạy xe đạp quá trời luôn ha. Xe trật tự công an đậu đây rất là nhiều. Anh nào mà lỡ ngỡ đậu cái là bị phạt liền đấy. Lên trên này là khu phố đi bộ Lê Đại Hành, khu Hòa Bình. Đó. Đó, bà con mình đi vô chợ đêm chơi thì có thể gửi xe ở ngoài này quý vị này, ngoài bưu điện ha. Đông vui tấp nập. Đó, xe dí liền. Có lẽ là nhiều lúc không đổi mũ bảo hiểm là bị dí liền rồi quý vị. Chợ 2, chợ 3 gì đó. Nhiều lúc ra ngoài này mưu sinh cũng rủi ro lắm, đặc biệt là những anh chị mà chạy xe dịch vụ á, quần phải để ý cho không thôi là bị phạt một cái là mất cả ngày công luôn á. Rồi mình vòng vòng đi ha. Hôm nay thấy đông vui cho nên chỉ là cứ quần quần ở trung tâm này thấy người cho nó vui quý vị. Những cái xe đoàn, xe tour người ta hay đổ khách ở trong này nè. Xong rồi bà con mình đi bộ ra chợ ha. Xe bà con mình đậu ngoài này quá trời luôn.
vào trong này là ấp Ánh Sáng. Bà con mình muốn ăn tối, ăn khuya, ăn sáng gì là vào trong này ha. Xôi mặn, xôi ngò vịt tùm lum ở trong này, bún bò, bún riêu, mì Quảng. Bà con mình ngồi ăn bún bò này. Quá trời luôn. Vào đây là thơm mùi bún bò luôn quý vị. Ui trời đông. Buổi tối bà con mình bán như thế này là mới là phúc bạc rồi. Quá tuyệt vời. Ẩm thực đường phố, nét đẹp của Đà Lạt đó. Thấy cái nồi bún bò mà cứ bốc khói lên ngung ngút, thơm lừng là tuyệt vời lắm quý vị. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa? Ra đây là con đường Nguyễn Văn Cừ quý vị. Buổi tối thì bà con mình hay ngồi đây uống bánh trăng, uống sữa đậu nành này. Đó, ăn vặt, ăn đồ, bánh tráng trộn ngô tùm lum ở khu vực này. Đó, dùng béo rồi quý vị. Buổi sáng thì ăn bánh mì xíu mại ở đây ha. Vì trẻ như thế này buôn bán cả ngày lẫn đêm rất là được đúng không quý vị? Mặt bằng và nói là rồi mình đi ha. Dung Béo buôn bán lâu năm ở đây rồi. Bò né ba ngon, phở thưng đó là khu vực này cũng ăn uống luôn. Gì thì gì nhưng mà cứ thiếu năng lượng, thiếu điện là khổ lắm quý vị. Thời buổi này mà nếu như chỉ cần cúp điện một buổi thôi là thấy khó chịu rồi quý vị ha. Nhất là những khu vực mà nắng nóng đó. Phải thắp đèn dầu lẻ loi rồi mà máy quạt, máy lạnh gì cũng không sử dụng được nữa là phải nói với quý vị cho nó rất là cực luôn. Nó cảm giác nó bực bội lắm. Đó, tới đây là cái nút giao Nguyễn Văn Cừ 3 tháng 2. Khu vực này là bà con mình là hay rẽ phải rẽ đồ lắm này. Đèn đỏ người ta dừng lại là mình cứ dừng lại đi. Thank you.
rồi, về đây là cung đường 3 tháng 2 quý vị. Chạy thẳng như thế này là lên khu Hòa Bình ha. Rồi, ngày hôm nay mình cũng làm một cái video dẫn quý vị đi lòng vòng ở trung tâm thành phố Đà Lạt để cập nhật tình hình của Đà Lạt trong cái ngày cuối tuần như thế này, gửi đến quý vị anh chị và các bạn cùng xem luôn. Video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm, theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc ở trong cuộc sống.